Bộ trưởng Hùng lại trổ tài đầu năm. Trước khi làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Viettel. Ông Hùng được nhiều người đánh giá cao bởi là giám đốc điều hành cho tập đoàn viễn thông lớn nhất của Việt Nam, có đầu tư ra nước ngoài. Ông cũng sở hữu thành tích học tập đáng nể. Tuy nhiên, khi chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông trở thành người nói khoác không chớp mắt. Ngoài chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Hùng còn là Phó Ban Tuyên giáo Trung ương. Từ chỗ làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thực lực, chuyển sang làm Bộ trưởng chuyên lo về việc bốc phét cho chính quyền, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã tự làm mất đi hình ảnh mà ông xây dựng được bao nhiêu năm qua khi còn ở trong quân đội. Ông Nguyễn Mạnh Hùng là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Trình độ nổ Bộ trưởng Hùng thể hiện qua một số phát ngôn của ông, cụ thể như sau. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2019, khi đó, bản dùng thử mở rộng của mạng xã hội Lotus của người Việt Nam chính thức được ra mắt. Khi đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng tham dự và phát biểu rằng, khi được nghe mọi người nói về một mạng xã hội mới, với cách tiếp cận thông tin mới, tôi có niềm tin người Việt Nam có thể làm ra những thứ thế giới chưa thể làm. Nghe giám đốc điều hành Nguyễn Thế Tân giới thiệu, tôi bỗng thấy Việt Nam có rất nhiều Steve Jobs. Mạng Lotus ra đời trong lúc Facebook và Twitter đã làm bá chủ thế giới từ lâu. Không biết ông Nguyễn Mạnh Hùng nói người Việt Nam có thể làm ra những thứ thế giới chưa thể làm. Cụ thể là làm được những điều gì? Và kết quả mạng Lotus không ngóc đầu lên nổi dù đã được đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Startup công nghệ tức là công ty khởi nghiệp muốn thành công thì phải khác biệt, phải làm được điều mà các công ty công nghệ khác chưa làm được. Phải nghĩ ra những thứ mà các công ty khác chưa nghĩ ra, đồng thời những thứ mới mẻ ấy phải mang lại lợi ích cho người dùng. Chỉ có thế thì mới né đòn các ông lớn, đồng thời lách qua khe hẹp giữa các ông lớn để mà trưởng thành. Còn nếu nhai lại những gì các hãng công nghệ lớn đã làm thì chắc chắn là bị bóp chết. Lotus bị chết chứng tỏ nó không có cái gì mới cả, không có gì khác biệt so với các mạng xã hội lớn hiện nay. Từng làm chủ tịch hội đồng quản trị một công ty công nghệ, lẽ ra ông Nguyễn Mạnh Hùng nên cho ra lời khuyên chân thật để mà doanh nghiệp rút kinh nghiệm. Đằng này ông lại nổ quá đà và Lotus sẽ chết yểu là điều khó tránh khỏi. Đã yếu kém, không chỉ ra cái yếu kém mà lại khen một cách giả tạo thì làm sao đối phương biết mình yếu kém cho được. Có quốc gia nào mà nhà nước tự khen chính mình nhiều như chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam hay không? Thế nhưng dù có cố tự khen thì Việt Nam vẫn nghèo nàn lạc hậu, vẫn bị thế giới nới rộng khoảng cách ngày một nhiều. Ông Nguyễn Mạnh Hùng lại nổ. Ngay ngày làm việc đầu tiên sau Tết Nguyên đán, ông Nguyễn Mạnh Hùng đến thăm tập đoàn FPT và đã phát biểu rằng công nghệ sẽ giúp Việt Nam hóa rồng, hóa hổ. Có lẽ ông Hùng dự đoán tương lai Việt Nam bằng cách đếm cua trong lỗ chằng. Ở Việt Nam có bao nhiêu doanh nghiệp công nghệ cứ áp sự phát triển của FPT vào là Việt Nam sẽ thành cường quốc công nghệ hay sao? Cũng phải thừa nhận FPT đã thành công trong lĩnh vực công nghệ, tuy nhiên một con én không làm nên mùa xuân. Hô hào rằng công nghệ sẽ giúp Việt Nam hóa rồng, hóa hổ, mà không nhìn lại Đảng Cộng sản Việt Nam đã có chính sách gì để hỗ trợ cho ngành này hay chưa? Để một đất nước phát triển bằng nội lực, quốc gia đó phải chi cho nghiên cứu và phát triển rất nhiều. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam chi cho nghiên cứu và phát triển chỉ có 0,4% GDP, trong khi đó Thái Lan 1,3%, Malaysia 0,9%, Singapore chi tới 2,1%, còn mức trung bình của thế giới là 2,7% GDP. Việt Nam cách quá xa so với mức trung bình của thế giới. Đó là chưa nói đến chất lượng nghiên cứu của Việt Nam đến đâu. Có thể nói quốc gia nào chi cho nghiên cứu và phát triển cao thì quốc gia đó có sức mạnh, nội lực lớn. Chi phí cao cho phát triển cũng chưa chắc đã giúp cho đất nước phát triển, nhưng chi phí cho phát triển thấp thì đừng hy vọng đất nước bứt phá bằng chất xám, nội lực. Quả thật, người dân gọi ông Nguyễn Mạnh Hùng là Hùng nổ, không sai tí nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Bộ trưởng Hùng lại trổ tài đầu năm.
Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Thích Trúc Thái Minh tung đòn hóa giải chiêu tần suất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vào năm 2019, Chùa Ba Vàng đã tổ chức cúng thỉnh vong giải oan ra trái chủ để lôi kéo những người u mê khắp cả nước. Thích Trúc Thái Minh đã lợi dụng ngôi chùa hoành tráng, niềm tin tôn giáo và tượng Phật để giở trò lừa đảo người dân. Hành động này đã từng bị công luận và cộng đồng mạng lên án rất mạnh mẽ. Sau vụ cúng oan gia trái chủ, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ra thông báo cách các chức vụ của sư Thích Trúc Thái Minh trong giáo hội vào ngày 26 tháng 3 năm 2019. Tuy nhiên, ông sư này vẫn làm trụ trì chùa Ba Vàng và vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động tín ngưỡng khác để lừa gạt người nhẹ dạ bằng nhiều hình thức khác nhau. Hai bài báo cách nhau một năm đăng cùng một bức ảnh. Thích Trúc Thái Minh chẳng khác nào quái vật nhiều đầu, cắt bỏ đầu này lại mọc đầu khác. Vụ oan gia trái chủ không khiến ông sư này tu hành tử tế hơn, mà ngược lại, ông ta lại nghĩ ra nhiều chiêu khác để tiếp tục lừa dối lòng tin của người dân. Vụ xá lợi tóc Phật đã làm dậy sóng dư luận vào hồi cuối năm 2023. Vì áp lực quá lớn từ dư luận, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã phạt sám hối và dạ sẽ tần suất nếu sư Thái Minh còn tái phạm. Tần suất đồng nghĩa với việc bị đuổi khỏi tăng đoàn, không còn là thành viên của giáo hội. Đây là hình phạt rất nặng. Tuy nhiên, giáo hội cũng chỉ dọa dẫm thôi, chứ không thực hiện. Có thể nói các hình phạt của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đối với sư Thái Minh không đáng tin lắm, mà vụ cúng oan gia trái chủ là một minh chứng. Để móc được nhiều tiền từ túi con nhang đệ tử thì phải dụ được thật nhiều người đến chùa. Đấy là yêu cầu sống còn đối với loại chùa quốc danh, kinh doanh, mê tín, dị đoan trên nền tảng một xã hội bị u mê hóa bởi chính sách cai trị của đảng. Có rất nhiều chùa quốc doanh, sư sãi ở đây đều dụ dân chúng đến chùa nhưng không nào có nhiều cách như sư Thích Trúc Thái Minh. Vào ngày 18 tháng 2 vừa qua, tờ báo Số Ha viết hàng vạn người đổ về chùa Ba Vàng vào ngày mùng 8 Tết. Tuy nhiên, bài báo này để lấy hình ảnh đăng vào năm ngoái. Tấm hình này đã được các tờ báo như South Star đăng vào ngày 29 tháng 1 năm 2023 trong bài viết chùa Ba Vàng đông nghịt người trong ngày mùng 8 Tết. Tờ báo Tuổi Trẻ cũng đăng lại tấm hình cũ năm ngoái, y hệt như tấm hình trên báo Số Ha. Tuy nhiên, sau khi bị cộng đồng mạng phát hiện, báo Tuổi Trẻ đã cho rút tấm hình này xuống. Nếu nói lần cúng oan gia trái chủ vào năm 2019 và lần xá lợi tóc Phật vào cuối năm 2023 là những lần đích thân Thích Trúc Thái Minh thực hiện, thì lần này sư Thái Minh lại mượn tay tuyên giáo để quảng bá cho chùa. Như vậy, sư Thái Minh đã có cách hóa giải lời đe dọa tần suất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nếu tái phạm. Thích Trúc Thái Minh bày trò xá lợi tóc Phật. Một doanh nghiệp mà sai khiến được tuyên giáo bảo vệ mình thì có khả năng doanh nghiệp đấy có cổ phần của quan chức hoặc thậm chí có cổ phần của đảng. Tương tự, một ngôi chùa mà dùng tuyên giáo để sai khiến báo chí bảo vệ mình thì đấy là ngôi chùa có cổ phần của quan chức, thậm chí cổ phần của những kẻ rất lớn đứng phía sau. Những kẻ nắm giữ cổ phần đắp sau lưng những ông sư hành nghề mê tín dị đoan sẽ là những kẻ che chở cho công sư an tâm hành nghề, không sợ hãi gì cả. Việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra án phạt với ông Thích Trúc Thái Minh có vẻ chỉ để đối phó, chứ không phải là thực sự trừng phạt. Nếu giáo hội vốn là cánh dây nối dài của đảng thực sự trừng phạt thì nay ông Thích Trúc Thái Minh đã không còn là trụ trì chùa Ba Vàng. Phật giáo vốn là một tôn giáo không bảo thủ, không mê tín, đặc biệt là hướng thiện cho con người bằng Phật pháp thực tế và hữu ích. Ấy vậy mà qua bàn tay nhào nặn của đảng, tôn giáo này đã biến tướng hoàn toàn, trở thành nơi khai thác chính sách ngu dân hóa của đảng mạnh nhất. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Thích Trúc Thái Minh tung đòn hóa giải chiêu tần suất
của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de